Hi, chào mừng quý vị và bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Vừa về cửa hàng em xong, chưa kịp luộc lấu thì con này thì anh sơn xe hơi, anh ấy đã cười khì khì rồi. Một con xe mà em bảo để lại cho anh em mà nó nhất quyết nó để đi công vụ. Phải nói là xe ngon nó mới chơi như vậy các bác. 2008 nhá, nội thất còn tươi này, nội thất còn đẹp căng như thế này. Trần này, đấy các bác bảo làm gì có quả trần là được như thế này đâu. 2008 đến nay là cũng tương đối là nhiều năm. Nhưng mà keo chỉ con này nhìn qua thì thấy zin đét đèn đẹp cả xe. Đấy, keo chỉ đẹp nhá. Xe thì đảm bảo các bác là không có lỗi, kính zin cả xe. Chưa thấy có hiện tượng gì là gọi là thay thế kính cả. Đấy, may hôm nay em lại có nhân viên đi đóng mở cửa hộ. Ơi, cứ tự nhiên đi. Được. Đấy, con xe nó ngon như thế này, các bác bỏ như thế này mà giá nó mềm như muối mít thế này mà không mua thì còn mua cái gì. Một chiếc Kia Morning bản SL 2008 các bác nhá. Vâng, 2008 nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Xe ngon máy chất. Này, các bác nhìn quả gầm của nó, lòng lốp sơ cua này, các bác nhìn này. Các bác bảo kiếm làm sao được con nào mà được như thế này đâu. 2008 nhá, còn vẫn còn đẹp. Xe này là về chưa kịp dọn dẹp. Đấy, xe còn đẹp mà chưa kịp dọn dẹp một chút nào. Ô từ từ nhìn chỉ này. Chỉ này, chỉ đít này. Đấy, các bác nhìn chỉ cánh sau rồi. Đấy. Đây là một mẫu hatchback 5 chỗ 5 cửa nhá các bác nhá. Vâng, một chiếc xe 5 cửa. Nhiều bác bảo em đâu cửa thứ năm đâu, ngay trước mặt các bác ấy đang mở đấy, gọi là cửa thứ năm. Một chiếc xe 5 cửa, một mẫu hatchback nhỏ gọn dành cho gia đình. Đi lại thì quá tiện lợi và đặc biệt là bác nào mà có điều kiện kinh tế mà chưa dám lái xe, các bác mua con này về tập lái tập đi thì quá ok. Xe ngon máy chất nhá, đèn đóm đầy đủ, không thiếu một cái gì mà đèn nó vẫn còn gần như là mới. Con này thì em không dọn. Đấy, chưa dọn dẹp vì anh sơn xe hơi anh bảo là để đấy mộc cho anh em cho thích. Đấy các bác thấy chưa? Cửa đóng như vậy mà. Này. Tem nhãn đầy đủ nhá. Đây là tem nhập Hàn, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe nó rơi vào tầm khoảng 5 lít rưỡi trên 100 cây. Dòng xe mà máy nó chỉ có 1.0 thôi các bác ạ. La răng hoa mai này. Đấy, la răng hoa mai, lốp 2019 nhưng mà dày như là 2022. Đấy, con này thì thực sự là đi ít luôn. Lại biển Hải Phòng 15A12243 các bác nhá. Vâng, biển Hải Phòng. Xe ngon máy chất, chạy rất là sướng. Đấy, form đèn quả xoài này, các bác nhìn này. Đèn quả xoài này, căng đét luôn này. Halogen sáng bóng luôn nhá, không hề lỗi lầm. Nói chung là với cái tầm xe như thế này nó chạy được khoảng hơn chục vạn, mười mấy vạn rồi đó. Thì đây là một chiếc xe vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Vâng. Chất xe thì cực kỳ ok. Đấy, mở khoang máy cho nó sạch sẽ đâu. À, các bác nhìn này, kính của nó còn zin nhá. Nhiều con là đến giờ là không còn zin kính nữa rồi, nhưng mà đây là kính còn zin. Cam hành trình, cam lùi, màn hình là có hết. Đấy, máy nổ êm thì thầm luôn. Mở nắp capo, capo. Đóng mở capo nào, ui đấy. Đây các bác nhìn này. Đây là khoang động cơ của chiếc xe. Con này là 4 máy nhá, không phải 3 máy đâu. Đấy, mà này con này thì các bác nhìn như chưa. Nắp capo có thể ngửa ra và không phải trống. Đấy, các bác nhìn này. Chưa bao giờ gặp con nào mà có quả capo như vậy. Đấy. Động cơ máy của chiếc xe là 1.0 nhá. Máy nổ êm thì thầm này, máy khô không có tí dầu mỡ nào luôn. Đấy các bác cứ nhìn hộ em đi, không có tí dầu mỡ này. 100% không có dầu mỡ nhá. Đấy, còn trong máy thì đầy dầu. Đấy, mở nắp ra hơi thừa, hơi quái là không có dầu mỡ bắn ra. Thế là ok rồi. Con này được cái, đó rồi. Không có hơi thừa, điểm cộng đầu tiên. Điểm cộng thứ hai, dầu này, vàng này. Đấy, còn nguyên nhá. Ông này ông cứ đứng bên cạnh em mà ông không nói được câu nào. Đấy, dầu số này. Các bác nhìn dầu số này, của nó còn vàng thế này mà. Đấy, dầu số này. Ok, nói chung là dầu số này nó ok rồi. Số má ngọt ngào, số tự động các bác nhá, không phải là số sàn đâu. Xe cực kỳ ngon. Đấy. À, còn những cái phần này thì keo chỉ thì không cần trình bày. Đấy, các bác nhìn chỉ nó còn ngon như thế này mà. Một mẫu xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc nhập khẩu. Tai đèn này, không phải hàn xì vá víu gì nhá. Còn nguyên bản luôn. Dòng xe chạy rất là lành, động cơ máy chỉ có 1.0 thôi. Ăn như ngửi. Và con này thì ắc quy này thì không cần phải nghĩ ngợi. Đấy, đề cái lên ngay. Máy nổ êm thin thít và động cơ 4 máy không hề rung lắc. Đấy. Hàng nhập, form quả xoài phải nói là đẹp. Và cái form SLX này là một cái form đáng yêu, rất yêu nhá. Rất thích hợp với những ai mà có điều kiện kinh tế vừa phải mà yêu những chiếc xe màu vàng. Đấy, lốp còn dày càng đét luôn này. Lốp saloon các bác nhá. Đấy, lốp dày càng đét luôn. À, 4 quả lốp này thì 2019 nhưng mà phải nói là nó gần như là 2020. 22. 22 đấy. À, lại 22. Cái thằng kia vả cho cái giờ. Vừa đọc thấy 19 rồi. Đâu, quả này 22 không? Ờ, cái này 22 thật các bác ạ. Cái này đúng 22 thật. 22 đấy. Vâng, 2 tuần 26.
Thế vẫn còn tiền để thay lốp được. Chất được. Này các bác nhìn keo chỉ này. Đấy, chỉ keo nét căng luôn nhá. Nói chung là cái tầm tiền vừa phải, có hơn 100 triệu. Đấy, chưa đến 200. Thì Moling SLX là một sự lựa chọn cực kỳ ok. Vừa lành vừa bền, mà chi phí sửa chữa thì không bao giờ phải nghĩ nhá. Con này nó chỉ có hơn 100 triệu thôi, cực kỳ ok cho các bác luôn. Một mẫu xe ngon lành bền rẻ, kiểu dáng thì rất là phù hợp với nhiều gia đình. Nhỏ gọn tiện lợi, đi đâu đỗ cũng được, mà nằm đâu cũng được, không phải nghĩ đến chuyện là nằm vặt giữa đường. Đấy, đồng hồ công tơ mét xịn sò, các bác nhìn này. Ai chà, xem nào, cái đồng hồ chip order rồi. Đấy, 16 vạn các bác này, 16 vạn luôn nhá. Táp lô thì cực kỳ sạch sẽ luôn. Đấy, và màn hình OLED có cam lùi rồi. Nội thất ghế da của xe thì gần như là mới tinh. Ghế da thì con này là ghế được bọc rồi nhá. Ghế bọc và đã được mới tinh rồi. Sàn thì không có ẩm mốc gì cả, còn nguyên rồi. Sàn nó còn đẹp như này. Và tem nhãn đây. Đấy, một chiếc Moling SLX 2008 nhá. Vâng, nói chung là về chất thì quá ok. Gầm bên này các bác ơi, gầm bên này. Đấy, gầm xe đây. Các bác nhìn chất gầm bên này. Đấy, chất gầm quá yên tâm luôn. Lốp bên này cũng xem nào, lốp 175-70, la răng 15. Vâng, hàng bản nhập, la răng 15, rất là xịn sò. Lốp dày như mới, 2022. Và bên này, đây. Đấy, lốp này là 19 chuẩn rồi. Lốp này 19, gần như mới luôn. Nói chung là về chất tổng thể của xe thì đây là một chiếc xe rất là ok. Sạch sẽ, ngon lành, bổ rẻ. Và các bác bỏ ra một số tiền ít, nhưng mà các bác lại có một chiếc xe rất là yên tâm. Đấy, máy ngon êm thin thít luôn nhá, số tự động nhá, đi lại dễ dàng sử dụng và không có lỗi. Đăng kiểm em này thì đến tháng 4 năm 2023. Đấy, đến giữa tháng 4. Đấy, còn nguyên. À, cái này thì đăng kiểm bình thường, không có phải lo lắng gì cả. Đấy, các bác nhìn nội thất nó vẫn còn như này. Đấy, nội thất vẫn còn rất là tươi rói luôn. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với cái mức giá vô cùng tuyệt vời. Các bác nào mà yêu thì các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. 185 triệu đồng vẫn có bớt cho các bác nhá. Vâng, rất rẻ so với tầm giá luôn. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Ô Tô. Chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Đấy, con này thì về chất thì quá yên tâm. Còn về lượng thì quá rẻ. Cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.